Chiều ngày 16 tháng 1, trường chính trị Tô Hiệu phối hợp với quận ủy Kiến An tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung quận Kiến An khóa 12. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận, tiến sĩ Nguyễn Kim Pha, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường chính trị Tô Hiệu. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo giảng viên trường chính trị Tô Hiệu, lãnh đạo ban xây dựng đảng quận ủy. Sau 2 năm học tập, lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 12 đã hoàn thành chương trình học tập. 39 học viên được trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng về các lĩnh vực của đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng đoàn thể, tình nhiệm vụ của địa phương. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị phương pháp luận khoa học để giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động thực tiễn và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức, tổ chức kỷ luật. Quả khóa học giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, phương pháp công tác, lập trường, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, giúp học viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học có 19 học viên được xếp loại giỏi đạt tỷ lệ 48,7% và 20 học viên xếp loại khá đạt 51,3%. Hiệu trưởng trường chính trị Tô Hiệu Hải Phòng tặng giấy khen biểu dương 3 học viên đạt thành tích xuất sắc cho học tập và rèn luyện.